Đây là ngôi nhà của bạn học sinh lớp mình. Thực ra là cũng rất là khó khăn mọi người ạ. Mình đi vào bản thì thường đi vận động học sinh thì thường sẽ vào tận nhà như này, và hôm nay bạn ấy không có nhà, mình hỏi em thì hoàn cảnh gia đình cũng bỏ học ngang mọi người ạ. Người Hơ Mông thì người ta hay tích trữ củi ở trong mùa đông mọi người nhé. Mùa đông lẫn mùa hè, nhà của em ấy thì không không có trâu, không có trâu bò. Đây, cây khoai cho con lợn ăn ấy mọi người. Đây là bố mẹ em ấy cũng đã đi đi làm xa rồi. Đây là toàn ở ngôi nhà của người Mông thì người ta làm không có cửa sổ mấy, nó rất là tối. Nói chung là nhà của em thì có bố mẹ, có em. Và nhà em có mấy anh em nhỉ? Em và Án đúng không? Ờ, hai anh em trai, một chị dâu. Nói như này để cho mọi người thấy là hoàn cảnh ở trên những cái miền núi là cũng rất là khó khăn mọi người nhé. Thì thường người ta sẽ đặt một cái bếp ở bên này để nấu nướng, còn ở khu vực kia ấy, thì sẽ nấu cám cho lợn, cho gà ăn đấy. Đây. Những cái chảo như thế này. Thì hôm nay chắc là không nấu nướng gì. Ở đây thì có mật ong nhưng mà và một ít lan đấy bán cho mình, gọi thầy vào chơi nhưng mà hôm nay lại đi bắn chuột mất, không ở nhà. Xin phép là bạn ấy quay rồi nên là ở đây là cái khu vực cái buồng của hai vợ chồng. Đây là ngoài bể nước, những cái món nước ở đây là gần như là cạn nhiều mọi người nhé. Năm nay là rất là hạn, rất hạn. Người Mông thì không có ranh giới về đất đai, về các khu vực tranh chấp như người Kinh. Người Kinh mà làm lấn sang đất khoảng 5-10 phân là kiểu gì cũng xảy ra gọi là tranh chấp nọ kia. Nhưng mà ở đây người Mông họ sống phong tục, họ ở gần nhau. Đấy, gần nhau, hỗ trợ cho nhau mọi người nhé. Không phải gia đình nào cũng khá giả để có trâu bò để chăn nuôi mọi người ạ. Rất nhiều người, rất nhiều gia đình khó khăn, mà nguyên đây là một cái bản bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Bản khó khăn của một xã có khoảng hơn 60 hộ. Đây mọi người nhìn này. Bao quanh là rừng. Trong những bài khấn của người Mông thì người ta thường có những cái nói về xứ lạnh, xứ tuyết ấy. Và theo một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học thì có lẽ nguồn gốc của người Mông, người ta xuất xứ từ những cái vùng lạnh giá như là Serbia hay là Tây Tạng. Thế cho nên là địa bàn cư trú của người Mông là rất, họ ở những nơi rất cao mọi người nhé. Đây cũng là một nơi rất cao. Rất cao đấy, bản này đi rất cao. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo.